người nam nhi lớn tuổi trong clip thẳng nhiên ra đứng chắn mũi xe tải. Ngay sau đó, người này thẳng nhiên nằm ngửa giữa đường khiến bác tài ngỡ ngàng. Mặc dù bác tài đã liên tiếp nhấn còi để xin đường nhưng người nam nhi vẫn không hề nhúc nhích. Trong lúc nằm trước mũi xe tải, người nam nhi còn đưa tay ra như để ra hiệu cho bác tài xuống xe đỡ dậy. Sau một hồi dừng xe chờ, bác tài quyết định lùi lại và tìm hướng di chuyển khác. Cụ ông bất thần đứng chắn mũi xe tải, hành động sau đó khiến bác tài vừa bực vừa hoảng. Dân mạng để lại nhiều ý kiến khác biệt trước hành động lạ của người nam nhi lớn tuổi. Hành động bác ý vừa tự gây nguy năng cho bạn dạng thân vừa cản trở giao thông. Trường hợp thế này cũng không hiếm gặp, may mà xe tải đang di chuyển chậm, thành viên Đức Thịnh viết. Chắc người ta không tỉnh táo. Đừng bao la mà bác tài, lùi lại một chút rồi lướt thôi chứ mất thời gian bấm còi làm gì, một người khác cho ý kiến.